Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào quý vị và các bạn. Ở video này tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn 4 loại cây thuốc lam điều trị bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Trong y học cổ truyền có nhiều dược liệu quý chữa bệnh tim mạch. Sau đây, thảo dược thuốc lam Nguyễn Thi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn 4 loại cây thuốc lam điều trị bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Bệnh tim mạch là các bệnh liên quan đến sự hoạt động quá sức của tim, gây suy yếu khả năng làm việc của tim như bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh loạn nhịp tim và suy tim, hở van tim, hẹp van tim và ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ, tính mạng của bệnh nhân nếu không điều trị đúng cách. Việc dùng các cây thuốc điều trị bệnh tim mạch hiệu quả theo đông y từ lâu được nhiều người lựa chọn bởi tính an toàn và không có tác dụng phụ. Thứ nhất, cây đan sâm chữa cơn đau tim thắt ngực. Đan sâm là một loại cây cỏ sống lâu năm, cao khoảng 30-80 cm. Cây di thực vào nước ta, được trồng và nhân giống ở các huyện như Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Rễ cây đan sâm giúp hoạt huyết, bổ huyết. Người ta thường thu hoạch rễ đan sâm vào mùa đông, rễ đan sâm phơi hoặc sấy khô. Đan sâm được đặc hiệu trên tim mạch vành, chữa co thắt động mạch vành, di chứng tai biến mạch máu não và hạn chế các biến chứng nguy hiểm khác liên quan đến bệnh tim mạch. Thứ hai là cây tam thất ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tim mạch. Từ xa xưa, ông cha ta đã coi tam thất là một loại cây thuốc bổ dùng thay nhân sâm. Tam thất là một loại cỏ nhỏ sống lâu năm ở các vùng núi cao, mọc ở từ 1.200 đến 1.500 mét, được trồng nhiều ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, v.v. Theo nghiên cứu, trong tam thất có hai chất quý đó là sapolin và arasapolin A và B. Tam thất có vị hơi ngọt đắng, tính ôn, có tác dụng hóa ứ, cầm máu, tiêu xung và giảm đau. Đối với các bệnh về tim mạch, tam thất có tác dụng tiêu huyết ứ, bổ huyết, giúp chữa các chứng đau do huyết ứ trệ như co thắt động mạch vành, rối loạn tuần hoàn ngoại biên. Bên cạnh đó, chất lotogrynoid có trong tam thất có tác dụng giãn mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giúp tăng khả năng chịu đựng của cơ thể khi bị thiếu oxy, bảo vệ tim chống lại những tác nhân gây loạn nhịp, ức chế khả năng thẩm thấu của các mao mạch, giúp hạn chế các tổn thương ở vỏ não do thiếu máu gây ra. Thứ ba là cây bạch quả điều trị bệnh tim hiệu quả. Theo các chuyên gia thuốc lam thì cây bạch quả có tác dụng trong việc hoạt huyết dưỡng não, rất hiệu quả trong việc điều hòa khí huyết, ổn định tim mạch, hạn chế các biến chứng về tim mạch. Và cuối cùng là cây dâm bụt, kiểm soát đường huyết áp, phòng bệnh tim mạch. Cây dâm bụt, người miền Nam còn gọi là cây bông bụt, từ lâu đã được nhiều người dân và ở nhiều quốc gia sử dụng làm nước uống, rất tốt cho sức khỏe. Theo đông y, lá cây dâm bụt có vị nhạt, hơi nhớt, tính bình, giúp làm dịu, an thần, nhuận tràng, chữa viêm niêm mạc dạ dày, ruột đại tiện ra máu, kết lị, mụn nhọt, kẻ lở, mộng tinh, đới hạ. Hoa dâm bụt có vị ngọt, tính bình, giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, sát trùng, chữa kinh nguyệt không đều, khó ngủ, hồi hộp, đái đỏ. Đặc biệt, chiết xuất từ cây dâm bụt có các chất chống oxy hóa, giúp kiểm soát huyết áp tăng cao, nguyên nhân khiến tim hoạt động mạnh, co bóp nhiều, gây ra nguy cơ biến chứng về các bệnh về tim cao. Khi kết hợp cây dâm bụt với rượu vang đỏ, chè còn có tác dụng giảm lượng cholesterol, tốt hơn giúp điều trị bệnh tim mạch hiệu quả. Vừa rồi tôi đã trình bày cho quý vị và các bạn 4 vị cây thuốc lam có tác dụng điều trị bệnh tim mạch hiệu quả. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến các sản phẩm trên hoặc có nhu cầu dùng theo các bài thuốc thì có thể liên hệ với Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi theo số điện thoại 0982957282. Chúng tôi nhà thuốc lam gia truyền Nguyễn Thi tự hào là đơn vị cung cấp các loại dược liệu quý có nguồn gốc từ vùng núi phía Bắc, được phơi khô, đóng gói cẩn thận. Chúng tôi chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.